Huyền Baby khoe hành trình cưa cẩm của chồng đại gia, dứt khoát bắt cưới hoặc chia tay. Là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu ở thời điểm hiện tại, Huyền Baby đang sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Theo đó, sau khi về chung một nhà với Quang Huy, một nam đại gia nổi tiếng đất Sài Thành, Huyền Baby lại càng hạnh phúc viên mãn. Cô cũng dần rút lui khỏi showbiz để tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Nổi lên từ cuộc thi Miss Teen 2009, Đặng Ngọc Huyền sở hữu một gương mặt dễ thương và vóc dáng thanh mảnh. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực của showbiz như ca hát, làm mẫu ảnh, đóng phim. Chỉ vài năm sau đó, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Đặng Ngọc Huyền bất ngờ kết hôn với doanh nhân giàu có tên Quang Huy, người sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng của mảnh đất Sài Thành. Đám cưới của Huyền Baby và Quang Huy được tổ chức khá hoành tráng nhưng tuyệt nhiên giữ bí mật với báo chí. Sau đám cưới, Huyền Baby cũng rất ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình. Mới đây, lần đầu tiên Huyền Baby tự kể chuyện tình của mình với người chồng đại gia qua một đoạn clip cô chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, Huyền Baby và Quang Huy gặp nhau qua mai mối của một người bạn. Sau khi lên mạng xem ảnh thấy dễ thương, Quang Huy đã quyết định hôm sau bay luôn ra Hà Nội để gặp cô. Tìm cách nối gần khoảng cách giữa hai người, Quang Huy liên tục bay ra bay vào để gặp gỡ người yêu khiến cô xúc động. Đều đặn 2 tuần một chuyến bay, không biết Quang Huy đã đầu tư bao nhiêu tiền để cưa cẩm cô gái Hà Nội xinh đẹp và nổi tiếng ấy. Yêu được khoảng 2 năm, Quang Huy dứt khoát hỏi bắt Huyền Baby chọn giữa cưới và chia tay. Thế là Huyền Baby quyết định nam tiến theo chồng, bỏ lại sự nghiệp đang đà phát triển của mình. Dù trước đó cô chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân này. Nói về hành trình yêu thì Huyền và ông xã đã bên nhau 12 năm rồi. Hồi mới quen ông ấy cứ bay ra bay vô. Lúc ấy mình nghĩ một đứa Hà Nội, một đứa Sài Gòn thì làm sao yêu nhau. Nhưng sau đó cứ 2 tuần ông ấy lại bay ra Hà Nội thăm Huyền một lần và ở lại vài ngày. Chỉ vì cưa gái Hà Nội mà ông ấy tốn công hà. Có thể ông ấy thấy tôi là định mệnh của đời ông ấy. Hồi đó ông cũng chiều, nên cũng chịu. Nhưng tôi cứ yêu thôi chứ chưa muốn tính chuyện cưới xin. Yêu nhau được 2 năm thì ông ấy bảo bây giờ một là cưới, hai là chia tay. Thôi kéo dài được 2 năm là lâu lắm rồi ấy. Nội ngoại hai bên giục tôi cưới hoài mà tôi cứ nhờn nhờn ấy. Mọi người lo tôi chưa muốn lấy chồng mà ông kia ông đặt thẳng vấn đề như vậy rồi thì thôi cưới thôi. Nhưng đến bây giờ mình mới thấy quyết định của mình thật đúng đắn, cũng gặp được người đàn ông tốt và yêu thương mình. Quan trọng là tính cách và có gắn bó được với nhau lâu dài hay không. Thế mới nói thành công lớn nhất của người phụ nữ chính là tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, Huyền Baby kể trong clip. Dù kết hôn hơn một thập kỷ, nhưng Huyền Baby thừa nhận cô đang tận hưởng cuộc sống sung sướng như nữ hoàng và được ông xã cưng chiều hết mực. Anh thường xuyên đưa vợ đi du lịch, làm đẹp, mua sắm hay tự tay xuống bếp nấu cho Huyền Baby. Thỉnh thoảng còn làm phó nháy đắc lực cho những tấm hình xinh đẹp của bà xã. Trong một lần tâm sự, Huyền Baby tiết lộ bí quyết hạnh phúc của vợ chồng cô nằm ở việc có thể nói chuyện với nhau mãi không chán. Họ vừa là vợ chồng nhưng cũng là tri kỷ của nhau. Họ có thể nói với nhau mọi thứ trong cuộc sống, mạnh dạn bày tỏ điều không thích ở đối phương. Dù lấy một người chồng giàu có, sống trong biệt thự 80 tỷ, đi những chiếc siêu xe đắt đỏ, mua hàng hiệu không tiếc tay, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, nhưng Huyền Baby cũng không ngừng phấn đấu để có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Tuy nhiên, Huyền Baby cho biết, dù kiếm được bao nhiêu tiền, cô vẫn giữ quan điểm, chồng vẫn phải nuôi từ đầu đến gót chân.